Chương trình Tuấn Vị kết nối yêu thương xin long trọng báo thêm tin vui. Hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2021. Anh Văn Sáu và chị Thu Hà đã lựa ngày lành tháng tốt để làm buổi lễ đính hôn. Và trước khi buổi đính hôn diễn ra, mời các cô chú và các anh chị chúng ta xem lại một số nét trước khi mà chị Hà đến kết nối yêu thương để tìm ý trung nhân. Mời quý vị và các bạn chúng ta xem lại video cũ ngày đầu tiên chị Hà đến với chương trình. Chị có thể cho cô chú anh chị biết tên tuổi của mình hay chị ha? Dạ. Trước hết em chào anh Vĩ. Dạ. Dạ em xin chào quý khán giả trong nước và ngoài nước. Em xin giới thiệu. Em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1975. Em đến từ An Giang, Phú Tân. À, Phú Tân An Giang chị ha. Dạ. Dạ. Năm nay thì chị Hà là bao nhiêu tuổi ha? Năm nay em 45 tuổi. À, 45. Dạ, hồi nãy dạ. Chị có giới thiệu rồi ha. Dạ. 45 vậy là tuổi 1977 hả chị ha? Dạ. Dạ. Chị Hà ở nhà đang còn làm công việc gì? Em mua bán tạp hóa. Mua bán tạp hóa tại nhà hả chị ha? Dạ. Dạ. Rồi công việc đó chị thấy sao, có thuận lợi và có phù hợp với chị không? Dạ, em thấy bán thì cũng sống được anh Vĩ. Dạ. Dạ. Bán cũng sống được mà không bán thì không sống được ha. Dạ. Tại vì có thật mới giật được đã không anh. Dạ, mình rồi, không có làm thì đâu có ăn đâu. Dạ. Vậy rồi hiện tại đó thì chị đang còn sinh sống với những thành viên nào trong gia đình mình? Dạ, em thì em sống với mình em mà. Em lấy chồng mà được 20 năm anh Vĩ. Mà không có con, rồi em với ảnh thì chia tay năm nay được 5 năm. Chưa có con hả chị? Dạ, không chưa có con. Dạ. Hiện tại vậy là ba mẹ rồi anh chị em này kia chị còn sống chung với ai không hay là sống một mình? Em có nhà riêng, em sống một mình em mà. Ba mẹ em thì mất hết anh chị. Dạ. Vậy hồi đó lập gia đình thì sống với nhau được bao nhiêu năm? Dạ được 20 năm. Sống được 20 năm? Dạ. 20 năm mà không có con? Dạ. Vậy là do cái số mình chưa có hay là do không muốn sinh? Em đi bác sĩ thì bác sĩ nói em có khả năng sanh con. Còn ảnh thì thì kêu ảnh đi, ảnh nói rồi để từ từ đi. Thuận theo tự nhiên đi, về từ từ viết rồi ngày qua ngày viết rồi kéo dài tới mười mấy năm, 20 năm. Vậy thì hôm nay chị tới gặp em thì chị muốn bày tỏ lên cái nỗi niềm gì? Dạ, em hôm nay đến gặp anh Vĩ thì em nhờ anh Vĩ kết nối cho em một bờ vai để em nương tựa vậy đó. Dạ. Bây giờ như em đăng hình vậy nè, rồi như anh nào thích thì đúng như rồi. Liên hệ với anh Tiến Vĩ, rồi anh Tiến Vĩ kết nối giùm cho hai người như là tìm hiểu nhau vậy đó. Coi cái duyên của mình tới đâu ha. Dạ. Còn vấn đề là nếu mà chị chọn một người chồng trong tương lai thì chị muốn anh đó như thế nào, rồi tuổi tác ra sao? Dạ thì như trước hết thì tuổi tác ví dụ như anh lớn hơn em 5 tuổi, 10 tuổi thì cũng được anh Vĩ. Hoặc là nhỏ hơn 1-2 tuổi thì được, chứ nhỏ nữa không được, nhỏ nhiều quá không được. Với lại như cái người bạn của em là như em muốn ảnh, thứ nhất là ảnh có đạo đức. Như anh Vĩ, tên Vĩ vậy đó. Anh Vĩ hiền, có đạo đức, em thích cái hạnh của anh vậy đó. Với lại ảnh biết lo làm ăn á anh. Dạ. Lo làm ăn. Rồi cái thứ nhì nữa là anh cũng biết thương em và lo lắng cho em vậy thôi. Dạ. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa nghe qua lời bày tỏ của chị Hà. Sau khi video clip của chị Hà được đăng lên thì có rất là nhiều anh, nhiều chú đến để bày tỏ tình cảm của mình. Bên cạnh đó thì có một nhân vật rất là chân tình. Đó là anh Sáu. Mời các cô chú và các anh chị chúng ta cùng nghe lời bày tỏ của anh Sáu đến từ Vĩnh Long, ngày đầu tiên anh Sáu đến gặp chương trình kết nối yêu thương của Tuấn Vĩ. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng xem video cũ. Anh giới thiệu tên tuổi của mình cho cô chú anh chị biết anh ha.
Dạ, tôi thì tên Hồ Văn Sáu, năm nay 1967, 1964 năm sinh. Là quê quán ở xã Tân Bình, quận Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. À, ở Vĩnh Long ha. Dạ, dạ, dạ. Hiện tại thì anh còn làm công việc gì? Dạ, thời trước đây sống mấy chục năm về trước, có vợ thì còn hạnh phúc, còn đi ghe mua bán cũng khắp xứ lắm. Nhưng mà vợ chồng chia tay năm nay cũng gần 6 năm, bây giờ đi làm từ thiện, chạy xe cấp cứu từ thiện với đi tìm thuốc nam để giúp đời cho xã hội. Dạ, chạy xe cấp cứu với làm thuốc nam, bên đông y, với có cái nghề đi cũng đi làm xoa bóp bấm huyệt cho những người bệnh đau nhức khớp vậy đó. À, vậy đó anh ha. Dạ, dạ. Vậy là anh coi như làm bên phòng thuốc nam từ thiện. Dạ. Đại khái là vậy ha. Dạ. Rồi chạy xe cấp cứu á. Cấp cứu. Bên đạo Phật giáo Hòa Hảo. À, vậy anh ha. Vậy rồi cái vấn đề mà xe cổ này kia thì là của tổ chức đó, là tổ chức của ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo. Mỗi một cái xã nào cũng có chiếc xe cấp cứu từ thiện để chuyển bệnh từ thiện. À, vậy là anh chạy cái xe đó. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Tình trạng hôn nhân của anh hiện tại thì như thế nào? Dạ, vì tình trạng hôn nhân thì tôi với vợ tôi thì chia tay nay cũng gần 6 năm rồi, tháng 7 này là 6 năm. À, dạ, dạ. Vậy anh. Dạ. Rồi anh có mấy đứa con hết anh hả? Dạ, dạ, con thì 4 đứa, trai, coi cứ vợ được 2 đứa, còn 2 đứa bây giờ nó theo mẹ mà cũng lo nó ăn học, cũng trưởng thành, nó qua bên dược bán, cái nghề dược là bán thuốc tây. Nó học qua tốt nghiệp rồi nó có đi học bên dược á. Dạ. Dạ, nó bệnh tìm thuốc tây Trung Sơn, thành phố Cần Thơ. À, công viên Lưu Phước. Dạ. Rồi hôm nay anh gặp em thì anh muốn bày tỏ điều gì? Thì nghe hay nói là bữa trực xe cấp cứu trong ban sự thành công có mấy người chạy xe, tài xế nó quay lên cái clip mà thấy có cái cô phụ nữ mà ở tỉnh An Giang mà cô Thu Hà đó. À, cô Thu Hà. Dạ, dạ. Sinh 1975. Dạ. Sinh năm 1975 ở An Giang thì dạ. Mấy cái người mà đồng đạo trong xe cấp cứu từ thiện đó, mày đi làm từ thiện mấy năm nay không sống mình nên về nhà không có mình ơn hiu quạnh tìm cái người này là không có chồng, có chồng mà ở Bến Tre, ở tỉnh Trà Vinh, quê bên chồng ở chuẩn Chặt Cú, mà thôi nay 20 năm mà không có con, không có chồng 20 năm mà không có con đó. Dạ. Thì mấy người kia cũng là cái chú Vĩ là có hướng dẫn chương trình này, biểu tôi đi đến tìm chú để muốn là tìm bạn là những cái cô Hà đó. Dạ. À, mà thì ngày hôm nay mới tìm hỏi thăm đi đến đây để gặp chú. Dạ. cái cô đó có gặp cái người nào để làm bạn chưa? Dạ. Nếu mà có rồi thì thôi, còn nếu chưa có thì tôi muốn tìm người đó. Dạ. Thưa anh là như vậy. Đối với cô Hà đó thì hôm giờ em cũng có ghi nhận được đâu 2 người. Dạ. Nhưng mà trên phương diện thì là vẫn đang tạm gọi là giống như chim trời cá biển. Dạ. Chưa biết cái duyên nó sẽ về đâu. Dạ. Thì mấy anh mấy chú thì cũng giống như anh vậy đó, thì dạ. Quý mến thì đến bày tỏ. Dạ. Để cô Hà xem coi thử là cái duyên nó sẽ có duyên với ai. Dạ. Và có cảm tình với ai. Dạ, dạ. Rồi cái điều kiện nó có phù hợp với mình hay không. Dạ. Cho nên là chưa thấy chị Hà phản hồi. Dạ. Đó, cho nên là em thì là người ghi nhận nên là em thấy vẫn hoàn toàn là có quyền. Xin chào cả nhà thân thương. Dạ, kính thưa quý vị, giờ đây thì trước màn hình chúng ta là ba nhân vật xinh đẹp. Thứ nhất là Tuấn Vị xin giới thiệu là chú rể Văn Sáu và cô dâu Thu Hà. Xin chân thành cảm ơn. Bên cạnh đó thì có một người MC xinh đẹp mà trong thời gian qua đã được cộng đồng cũng đã quan tâm là em Thanh Huệ. Và giờ đây thì Tuấn Vị xin dành thời gian lại cho em Thanh Huệ làm cái buổi lễ đính hôn cho cô dâu và chú rể. Mời em. Vâng, kính thưa quý vị, trong chương trình Kết nối yêu thương của anh Tuấn Vĩ, và hôm nay là ngày 30 tháng 5 và cũng là ngày đính hôn của anh Văn Sáu và chị Thu Hà. Quý vị ơi, hôm qua hai anh chị còn ở nhà riêng, đúng không anh chị? Yeah. Riêng họ, riêng hàng, riêng ông, riêng bà. Nhưng mà bắt đầu kể từ ngày hôm nay, hai anh chị sẽ về chung một căn nhà, chung họ, chung hàng, chung bà, chung ông. Và đó cũng là lý do chính của buổi đính hôn ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, và giờ đây xin mời hai anh chị uống rượu giao bôi với nhau. Rượu này rượu nghĩa rượu tình, như bóng với hình như mình với ta. Rượu này đã được rót ra, sáng như trăng sáng giữa ta với mình.
chàng ơi cho thiếp theo cùng, đắng cay thiếp chịu mặn nồng sẻ chia. Tình anh như chén lụa đào, tình em như dải lụa đào ngát hương. Ruột tầm ruột rối tơ vương, nhờ ai để nhớ để thương trong lòng. Đó là nhờ anh Tuấn Vĩ kết nối yêu thương. À, vâng, xin mời hai anh chị uống rượu dâu bôi với nhau ạ. À. Mình câu tay lại là mình uống không tay lên. Em không biết. Không biết thì làm cho biết. Dạ. À đúng rồi. Chị Niễn Niễn ở đây chúc cho mình chụp hình. Rồi thở chụp hình sẽ ghi lại những tấm hình trong khoảnh khắc này. Nếu em là chén rượu đào, anh Sáu xin nhấp cạn rượu đào hôm nay. Mà nếu em là chén rượu cay, anh Sáu uống cạn mà để say suốt đời nha chị. Xỉn à, xỉn à. Vâng, xin mời hai anh chị tiến đến chiếc bánh kem ngọt ngào, tượng trưng cho một tình cảm vững kết đồng tâm mà trải qua bao nhiêu năm tháng đợi chờ. Dạ, anh ơi, tay trong tay, bên đây ôm eo. Hôm nay mơ ước bây giờ là đây. Tay bưng dĩa muối chấm gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Ba dao anh chị. Dạ, hỏi em Huệ ha, ba dao. Ba nhát giống vậy, ba dao. Ba cắt. Ba cắt một dao. Mà bây giờ em có một cái ý kiến nhỏ nhỏ như vậy ha. Dạ. Thay vì á mình bao nhiêu tuổi thì mình cũng phải có những cái khoảnh khắc gọi là ngọt ngào. Mà một cái khoảnh khắc đó là mình để nhớ mãi mãi về sau. Thôi thì bây giờ lúc anh chị mới quen nhau, anh Sáu muốn hôn chị một miếng, nhưng mà sao trong lòng quá phập phồng lo sợ, đúng không anh? Hôm nay nên vợ nên chồng, cho anh hôn một cái thỏa lòng ước mong. Sau bao năm tháng đợi chờ, hôm nay mơ ước bây giờ hôn công khai giữa chương trình kết nối yêu thương. Dạ. Yeah. Hôm nay có quyền ha. Bây giờ hai anh chị nghiêng qua để mà trao cho chị một nụ hôn ngọt ngào. Dạ. Yeah. Mắc cỡ. Chậm chậm chút xíu mẹ... được không? Thôi lâu lâu tí xíu. Sợ má la. Yeah. À, vâng, kính thưa quý vị, trong chương trình kết nối yêu thương cũng như là những buổi lễ đính hôn là lúc nào cũng không thể thiếu một cặp nhẫn tượng trưng cho là một đôi duyên ương. À thôi bây giờ em xin mời anh Sáu trao cho chị cặp nhẫn yêu thương. Chào anh chiếc nhẫn thiêng liêng trong ngày vui lứa chị đôi. Chị nghiêng qua đây. À, vâng, coi như là bây giờ phượng hoàng mà đậu bóng cây tùng, thuyền viên chỉ đợi anh hùng mà thôi. Đợi đến ngày hôm nay luôn đó nghe anh Sáu. Đem được lại. Chị ơi, chị đeo lại cho anh. Yeah. Rồi, anh chị nhìn vô tay mới đúng chứ không phải nhìn qua đây đâu. Ok. Rồi mình còn gì nữa không anh? Hát. Okay. Thôi bây giờ em mời anh chị ngồi ở đây để thưởng thức chương trình văn nghệ do em hát gửi tặng anh chị trong buổi tiệc đính hôn ngày hôm nay. Đó là một món quà nho nhỏ tinh thần về âm nhạc của em. À, kính thưa quý vị, thì trong buổi tiệc lễ đính hôn ngày hôm nay của anh Sáu và chị Hà, thì em có một món quà nho nhỏ về tinh thần, đó là mang lời ca tiếng hát để góp vui cho anh chị, và sau đó cũng xin chúc cho anh chị được trăm năm hạnh phúc, sớm sanh quý tử. Bây giờ em cũng xin gửi đến anh chị cũng như là trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước trên chương trình Kết Nối Yêu Thương qua một trích đoạn trong vở tuồng Nguyệt Hổ Dương. Trích đoạn này là song ca, nhưng mà thôi bây giờ tình hình là dịch nó quá trời đi, cho nên là mình càng ít người càng tốt để an toàn cho tất cả mọi người trên cộng đồng trong nước và ngoài nước. Thôi thì em làm mình ơn em luôn. Bớt nhân lực, bớt nhân lực.
Bảo ơi, bản thân em giờ quen nên em đành phải quay lưng cúi mặt chốn chạy người xưa để cô quên đi chuyện tình ngang trái. Dù lòng em còn thương còn nhớ, nhưng kỷ niệm vui buồn của những ngày ta sống bên nhau vì tại làm sao vừa gặp lại nhau sao em chẳng vui mừng. Xin anh hãy xem em như người bội phận vì hiện tại em là một tổng đốc phu nhân. Tổng đốc nên là giám đốc á. Trời ơi, vậy mà từ bấy lâu nay tôi bị cầm giam trong ngục tù tăm tối. Tôi cứ sợ cứ lo cho người tôi yêu phải nằm chờ tháng đời. Sợ từng cơn gió rét, sợ lúc trời đổ mưa giông làm cho ai lo không. Mỗi tấm mắt biết kém xanh tóc mây và dời bao nỗi nhớ niềm thương rai rứt con tim làm cho ai phải ngày ngày mòn mỏi nhớ thương mong đêm canh chài khắc theo thương đời qua lạnh lẽo chốn cô. Thảo Lan ơi, nàng là hơi thở đời ta, là giọt máu giữa tim hồng. Sau những trận roi đòn nát tan thân xác, những đau bằng rai rứt ở lương tâm. Tôi nóng lòng muốn gặp lại cô nhân, sau khi tốt chết tôi trở về đây tìm người yêu cũ. Nhưng có ngờ đâu lầu mong vàng ngày xưa đã dở. Người của tôi yêu đã rẽ lối ân tình. Trả lại ánh trăng kỷ niệm năm nào, trả lại xác bướm dưới cành lan. Cành lan đã sớm rơi mau, còn đâu một áng mây bay, còn đâu kỷ niệm năm nào. Xin trả lại ngày xưa, ôi nghe đau sốt trong tim. Xin ơi hãy cố quên đi cành lan ngày ấy, xin ôm ấp trọn đời. Trần Bảo Anh ơi, hãy hiểu cho em, đâu phải vì sự giàu sang mà em tay lòng đổi da phù khó tham sang. Quên lời vàng đá tình cũ nghĩa xưa, hồ tăng kêu ra hai tiếng thì chúng em luôn dàn dự những khốn khổ tay. Con tàu lạ lai trò bài dấu bề, dù không lôi đào tàu khang tiên xấu em mà, nhưng đối với anh em không đối giả thay lòng. Bà vẫn còn yêu tôi mà tại sao đành tắm đổi bến sang thuyền. Một thôn nữ ngày nào trên bến sông thương giặt lùa, mà nay lại trở thành là tổng đốc phu nhân. Bà ơi, cho đến nay tôi mới biết tôi lầm, đi say lâu đài vàng tình yêu trên biển cát. Tôi ngờ đâu khổ sầu sẽ làm cho bà tàn phai nhan sắc, ngờ đâu bà vẫn vui cười trên gấm lụa vàng son.
Dạ, quá hay. Nghe nói nghe nói hôm nay mệt mà hơi ngắn mà sao hơi dài quá thì nói hơi ngắn. Dạ, không, bữa nay nó có sự cố thiệt. Em gọi đây em tặng hắn hoài đó. Đợt trước đâu có. Dạ, vậy là tặng hắn hết rồi, bây giờ hết tặng hắn rồi luôn. Nhờ uống một ly trà ô long đó. Dạ. Dạ đúng rồi, chị của em tâm lý, bởi vì anh cũng có phương pháp. Chị tâm lý, rất là tâm lý. Dạ. Ok. Thôi bây giờ vậy thì rất là cảm ơn em Huệ đã gửi tới cho cô dâu chú rể cũng như là gửi tới cho anh chị bài ca vừa rồi. Và giờ đây thì để tiếp nối chương trình thì chắc là nhường micro lại để cho anh chị có đôi lời cảm ơn tới cộng đồng rồi mình sẽ kết thúc buổi lễ hôm nay em ha. Dạ. Rồi nhờ em cài qua cho anh Sáu có đôi lời rồi hồi chị có đôi lời ha. Rồi cái micro lên cổ em á. Đó. Rồi em gắn qua cho anh Sáu dùng ha. Và anh chị cũng có đôi lời gửi tới cho cô chú anh chị nhân dịp cái ngày đến hôn của mình anh chị ha. Dạ. Dạ. Bắt đầu vậy là bắt đầu anh nói ha. Dạ. Đứng hay ngồi? Dạ ngồi luôn. Dạ được rồi. Dạ ngồi nói cũng được anh. Dạ. Coi như hôm nay nhằm ngày là 30 tháng 5, tôi là hồi tháng 6 đi đến là tìm hiểu cái chương trình của chú Vĩ này cũng là quá hay và tuyệt vời, mà tôi để tìm được một người là bạn thì không biết nói chi, tôi cũng vô cùng là cảm ơn cái chương trình của chú Tấn Vĩ. Và sau đó cũng chúc mừng là vợ chồng chú Vĩ được nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Sau đó là chúc cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước có mặt trên chương trình để theo dõi bữa ngày hôm nay. Tôi xin hết. Dạ. Ok. Rồi vậy cảm ơn lời chúc của anh bày tỏ đến cộng đồng. Và giờ nhờ anh Sáu cài cái micro, gắn micro qua bên cho chị hoặc là chị cầm cũng được. Chị cầm đi, chị đúng rồi chị cầm giống như micro vậy đó. Rồi vậy giờ đây thì chị Hà có đôi lời tới bà con cộng đồng rồi mình kết thúc buổi tiệc hôm nay hả chị ha. Thì em có mấy lời ngắn gửi thôi. Xin cảm ơn quý cô chú và các anh chị cộng đồng mạng cũng như là xem kênh của anh Tấn Vĩ với lại ủng hộ cái clip của em từ trước tới giờ. Em cũng không biết nói gì hơn, thì em cũng xin cảm ơn rất nhiều với cảm ơn anh Tấn Vĩ đã kết nối cho em với anh Sáu nên duyên vợ chồng. Cảm ơn MC nữa đến chung vui với vợ anh và xã anh Tấn Vĩ nữa. Cảm ơn hết tất cả. Xin hết. Ok chị. Để Tuấn Vĩ đứng vô. Đẹp chưa, đẹp chưa? Kính thưa các cô chú và các anh chị thân mến, nãy giờ thì chúng ta cũng vừa xem qua là buổi lễ đính hôn của anh Sáu và chị Hà. Hôm nay thì thật sự là Tuấn Vĩ rất là vui khi mà Tuấn Vĩ đã kết duyên thêm được cho một cặp đôi là anh chị về với nhau. Thì anh chị phấn khởi thì Tuấn Vĩ cũng rất là vui. Và thay vì đó, đáng ra vào cái mùa dịch này này quý vị, thì là có nhiều cái hoạt động nó bị hạn chế, nhưng mà vì anh chị là cái ngày lễ đính hôn thì đã xem ngày sẵn, và hơn nữa là anh chị cũng muốn về có người cách ly cùng á quý vị. Cách ly mình nó buồn chị ha, nên là cách ly cho nó vui. Có hai người cùng cách ly. Và vào thời điểm này thì quý vị là anh chị cũng không có dám tổ chức ra rộng rãi, và chỉ là chủ yếu là công bố đến cộng đồng, bởi vì là xuất phát từ chương trình này thì cũng công bố để cho cộng đồng được biết. Có hai cái lý do. Thứ nhất là để không ai đến kết nối với chị Hà nữa, và cũng không ai nói là muốn kết nối với anh Sáu nữa, cho nên là phải tuyên bố cái buổi lễ đính hôn để cho bà con cộng đồng cũng như là cô chú anh chị biết. Cũng như là anh chị là danh chính ngôn thuận là để về cùng một mái nhà. Sẵn hôm nay thì Tuấn Vĩ rất là cảm ơn tới khu du lịch Hùng Thi đã tạo điều kiện, cho dù đang mùa dịch thì đóng cửa, nhưng mà Tuấn Vĩ vì văn phòng Tuấn Vĩ đặt ở đây nên là cũng đến tại nơi đây để ghi lại cái khoảnh khắc đẹp cho cô chú cho hai anh chị.
Và bên cạnh đó thì Tuấn Vĩ xin cảm ơn tới anh bé đã chụp hình ghi lại những khoảnh khắc đẹp, cũng như là cảm ơn tới em Huệ đã điều hành và dẫn dắt cái chương trình lễ đính hôn của hai anh chị. Kính thưa các cô chú, vậy giờ đây đó thì chương trình cũng khá dài, nên anh chị em chúng ta cũng có đôi lời tạm biệt tới anh chị em trên cộng đồng. Cảm ơn các cô chú anh chị chúng ta đã quan tâm theo dõi. Và không biết nói gì hơn là vợ chồng Tuấn Vĩ xin chúc cho anh chị là luôn hạnh phúc bên nhau anh chị ha. Dạ. Cảm ơn chú. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng chào tạm biệt cộng đồng ha. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt. Bye bye. Xong. Ơ quên quay. Quên bấm. Dạ. Dạ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trước mắt chúng ta là một ông thợ chụp hình, gọi là ông thợ duyên dáng, đang tạo dáng cho anh chị chụp những tấm hình đẹp đẽ nhất trong cái buổi lễ đính hôn. Và thưa quý vị, trước mắt chúng ta là cô dâu chú rể, là anh Sáu và chị Hà, đang còn tạo dáng để ghi lại những cái khoảnh khắc đẹp. Giờ đây Tuấn Vĩ xin phép được ghi lại buổi chụp hình hôm nay. Rồi đạo diễn cứ tự nhiên nha, em giới thiệu vậy được rồi. Rồi anh Sáu bờ cái bàn tay xích ra ngoài cho em tí xíu, chỗ này hạ cái bàn tay này xuống. Đúng rồi. Thưa quý vị, giờ ha. Đây thì Tuấn Vĩ đang còn hạnh phúc ở tại điểm du lịch gọi là khu du lịch Hùng Thi, nơi Tuấn Vĩ chị ơi làm việc đó quý vị. Không, ngước lên tí xíu, vừa thôi rồi. Nơi mà rồi anh Sáu gì đẹp quá đó, rất là lý tưởng. Đẹp. Ở đây là một cái điểm rất là lý tưởng cho các cặp đôi mà khi đã thành đôi thành lứa thì về đây đợi em tí nha, để chụp hình, để ghi lại những cái khoảnh khắc đẹp, rất là lý tưởng quý vị. Anh chị chịu khó nắng chút xíu nha, gắng tí xíu nha, sao nắng nó mới đẹp đó. Có ánh nắng nó mới đẹp á, nó rồi để cái bàn tay xuống này cho em luôn, để hai bàn tay xuống này nó có ven tóc. Dạ. Tóc anh Sáu thì hơi ít một chút xíu, nhưng đứng nó có bắt ven được. Bàn tay vô trong cái túi quần cho em ha, một tay. Đúng rồi, rồi hơi ngã người xuống cho em. Rồi đúng rồi, cứ để cho nó ngã một bên đi chị. Rồi đúng rồi. Rồi đạo diễn cứ nói chuyện bình thường chị nhé. Ơi cười tươi lên cho em nhé. Rồi anh Sáu gì đẹp lắm rồi đó chị. Dạ. Rồi anh chị cứ nhìn ra thẳng bên em đây, em chụp bôi ảnh. Rồi đẹp rồi. Ok anh Sáu qua đây ngồi, ngồi tắm đi anh. Mình còn cái sắc màu đỏ nữa đó anh, còn cái áo nữa ha chị. Dạ rồi mình chụp cái này khoảng cỡ chừng 20 tấm. Rồi cái kia mình chụp 20 tấm. Thưa quý vị, nha. Ở đây đó là một cái điểm du lịch mà rồi. Đối bây với trong làng hoa Sa Đéc thì theo Tuấn Vĩ nghĩ là xíu cho em đây là cái mô hình mà anh gác cái giò qua luôn. Có cái anh chị thẩm mỹ tướng ngồi y ra vậy cho em đẹp nha. Nhất. Tuy rằng là trong cái đó. Quần thể của làng hoa Sa Đéc thì cũng rất là nhiều cái điểm du lịch nhỏ như thế này. Nhưng mà gọi là để mà làm có rồi, nhất chị Hà ơi, vẫn là chị để một cái tay lên đây cho em cái. Bên cạnh đó anh Sáu cũng có một số rồi, cái tay kia chắc lên đây cho em. Là ví dụ như rồi anh Sáu nhìn bà xã này, vườn trà là. Nhìn bà xã ha. Rồi đẹp rồi đó anh. Đúng rồi đó. Đó, rồi được rồi đó. Chị Hà ơi, chị cho thêm miếng cười đi chị. Chị nhìn anh Sáu á, từng nhìn em, anh Sáu mới là đẹp. Đúng rồi. Đó. Ok. Rồi, bây giờ anh Sáu đứng lên đi, mình chọn cái cảnh khác đi. Anh cứ diễn với lại em thở cũng nắng. Dạ, đâu có gì đâu. Vì cái niềm vui của anh chị mà tụi em hy sinh tất cả, không có gì hết. Đừng nghĩ ngại gì hết. Không. Bây giờ em xin qua đây ha anh chị. Dạ. Dạ. Lâu lâu nó mới nắng mà, nắng đâu nó đâu có làm chết người đâu mà sợ. Mấy khi mà được có cảm giác này anh Sáu hả? Dạ đúng rồi. Rồi anh chị đứng cái chỗ dòng này đi, đây. Dạ đúng rồi, cho nó rộng rộng ra dễ đứng ha.
chị sát vô cái cánh ra cho em luôn đó. Bây giờ bắt đầu chị mọc cánh rồi đó. Rồi chị Hà cầm cái bó bông cho em ha. Rồi ok, anh xọt hai tay vô túi quần luôn. Sao anh mở ra? Không không, mở ra nó thấy thấy nó mạnh mẽ hơn. Dạ, thấy nó mạnh mẽ. Chọt hai tay vô đi. À, rồi. Rồi chị cứ đứng thoải mái tự nhiên. Người đẹp đứng rồi, sao cũng đẹp. Cứ quay qua nhìn ảnh, chị nhìn ảnh, chị nhìn ảnh ha, chị nhìn ảnh đừng nhìn em ha. Rồi anh Sáu cũng hai người nhìn nhau. Nè, cái bàn tay của chị nè, mục đích là bợ cái càm của ảnh. Ừ, anh nhìn em nè, coi em có đẹp không? Đẹp như hơn những người khác không mà anh lại chọn em, thí dụ như vậy đó. Cái đó là cũng một cái nội dung đẹp đó chị. Rồi, chị nhìn có hồn tí xíu cho em coi. Ừ, nhìn thể hiện miếng tình cảm vô nè. Cho miếng ngọt ngào luôn nữa. Ừ, rồi, đẹp rồi đó. Đó, đừng có ngại, đừng có gì hết. Nè, đó, anh Sáu đẹp trai quá phải không chị? Chị Hà? Ừ, đó, đúng rồi. Khoan. Giác này cho em xin một cái cảnh chỗ này. Nếu mà chị khen ảnh như vậy đó ha, chị khen ảnh như vậy thì ảnh cũng phải đáp lại một cái tình cảm như thế nào đó. Không không không, kiểu khác đi, kiểu khác đi, kiểu khác đi ha, kiểu khác, kiểu khác hay cảnh khác, cảnh khác luôn ha. Rồi rồi, vậy mình bước ra ngoài thì mình đi qua cái dòng bên kia ha. Ra đây thì nó dễ bị chặt quá cái nấy lắm. Mình đi qua mấy bên kia có lên trên cái đò không? Sẽ mát mát hơn. Cái đò kia chị ngồi nổi không? Chị có dám ngồi không? Chị đi được không chị Hà? Ờ. Sợ hả? Lắc nhỏ. Té phải không? Rồi đi qua cái cầu này ha. Dạ. Dạ, cầu đó đó. Rồi, bây giờ đứng đây chụp một tấm hình đi ha. Ừ. Đứng đây chụp một tấm đi. Phan rồi chút xíu nữa mình hảo qua bên đó. Rồi. Xong mình chụp ở đây một tấm rồi cái mình qua bên đây ha anh. Rồi, qua okay. Đây vài tấm rồi cái mình hả đây. Ừ. Khi chuyển sang cái bộ áo khác á chị Hà. Cái mình hả đi đường qua đây cái mình đi vòng qua đó cái là xong luôn. Đó, mình đi cái tiếng đường có vậy mấy áo? Hai cái hả? À vậy hả? Có hai bộ ha. Đúng rồi. À rồi ok được. Dạ. Rồi. Dạ tới liền á. Anh chị bước lại đây đi, bước lại đây đi, bước lại đây cho nó sáng sáng, cái chỗ này nó sáng sáng tí xíu chị Hà. Dạ. Bây giờ mình cứ tự nhiên chút xíu ha chị, đừng ngại ha, ngại cái nó không được tự nhiên hôn rồi cái ảnh mình nó bị cứng, nó bị không có đạt được. Đứng gì như sao? Đứng xích tới chị, anh nắm một cái ngôi sao cho em đứng xích tới. Tới bước xích tới nữa nắm cho có góc độ tự nhiên. À, rồi tay này chị sọt vô cái bàn tay, cái tay của anh Sáu, quay cái tướng vô, cái thân quay tướng vô luôn, rồi để bàn tay gì luôn ha. Rồi đẹp rồi đó chị. Ngôi sao như xuồng thập cho ta gần nhau thêm. Có ngã cái gò má xuống cái bờ vai. À, đúng rồi. Rồi anh ơi, có bở cái bàn tay qua, nhìn qua. Ờ, chị cứ ngã xuống đi rồi cái ảnh cứ nhìn chị. Anh nhìn thẳng xuống đây, nhìn thẳng vào gương mặt của bà xã ha. Rồi chị có thể là chị nghiêng xuống, chị nhắm mắt được càng tốt ha. Chị nhớ cứ nhắm mắt bình thường đi. Ờ, cứ nhìn xuống. Ừ, nó chiều mến chút xíu. Ừ. Có nghĩa là cái này là chị nép vào vai anh. Cười tươi một tí nữa. Tí nữa thì chị cho nó vui lên, đúng rồi đó. Tuyệt vời quá rồi đó. Rồi bây giờ mình đi qua bên kia, qua dài dài bên kia, dài đi bên kia có cổng trời bển đó. Dạ. Ừ. Có cầu cổng trời bển. À đi trước ha. Mới đi có mấy tấm quái. Mấy anh làm giỏi quá. À. Chào mấy anh.
Bên đó có cổng trời bển ha. Ở đâu anh? Dạ được rồi, không sao đâu. Bây giờ chắc là bên đó mình đi qua đây ha anh. Dạ. Dạ. Rồi. Bên cổng trời ha. Rồi rồi. Rồi đi qua đường này chị. Mình gắng chịu nắng tí xíu ha chị. Mới lại sao mà nắng chuẩn bị mưa mà. Nắng. Dạ. Nói chung là anh chị nắng thôi không em biết, nhưng mà em có mái tóc này là khớt nắng rồi. em anh xin một cái tấm hình như thế. Dạ. Bây giờ chị bỏ cái áo xuống bình thường đi. Anh Sáu bước sang qua mép bên phải đó cho em ha. Chờ chị bỏ cái áo xuống đi. Chị nâng niu những cái cánh hoa hồng, những cái cánh hoa cúc rất là tuyệt vời, rất là đẹp nè ha. Chị nâng niu giống như chị rồi chị mà thưởng thức, mình cầm những cái cánh hoa để mình thưởng thức những cái đẹp của nó. Hơi khòm người xuống tí xíu, chồm qua đây dịnh những cái cánh hoa bên đây, rồi anh Sáu đứng sang bên kia, rồi cái anh Sáu chỉ những cái cánh hoa này là nó đẹp không em. Cái bàn tay chị đó, đúng rồi. Đúng rồi, nhiệm vụ của anh là cầm cái bông và anh nhìn về bà xã, nhìn bà xã có một cái tình cảm. Chị sẽ, bà xã mình sẽ cài cái bông hồng tươi nhất, đẹp nhất đó. Đúng rồi đó anh Sáu ơi, đúng rồi đó anh. Cái tình cảm đó đúng rồi đó anh. Rồi ok anh. Rồi đẹp quá, được rồi. Rồi mình lên chỗ cổng trời một cái nha. Mình một mình chị thôi ha. Chị muốn đờ mi hay là chị chụp toàn ảnh, toàn thân? Toàn thân ha. Rồi, vậy chị đứng chỗ này em chụp lấy cái cảnh này luôn nha. Qua đây, qua đây. Một mình chị ha. Chết mồ chị ơi. Qua đó bị kiến cắn giống như hôm trước á, giống như hôm trước. Hôm trước anh Vĩ bị cắn một lần là không thể cuốn lại được luôn á. Kiến lửa dữ lắm. Rồi anh chị đứng chỗ đó được. Chị nhớ hay quá ha. Rồi. Chị cầm bó bông cho em đi ha. Anh Sáu đứng qua đây. Quay cái tướng mình chụp với tướng ngang đi, mình thấy cái thân thể của mình nó gọn ghẽ, nó gọn ghẽ lại, nó xinh xắn hơn, nó đẹp hơn. Chị dở dở cái chân lên cho em tí xíu ha. Rồi chị, chỉ ráng nghe theo lời đạo diễn ha, là muốn đẹp có nghe gì theo thì lời đạo diễn. Chị cứ có không phải có những cái em cũng không có vừa ý như cái ý kiến của anh chị đâu, thì kế mình cùng chung để góp ý cho cái bôi ảnh là đẹp. Một cái tay chị đưa lên cao chị cho em ha. Rồi đó, bờ cái bông nè, giống như cái bó bông hồng rất là đẹp. Mình muốn xem kỹ nó hơn vậy đó. Rồi chị hơi nghiêng qua đó, nghiêng cứ nhìn thoải mái vậy ha. Rồi. Rồi cười tươi đi chị, đẹp rồi đó chị. Ok. Thêm một tấm từ góc độ khác đến một mình đi anh. Đúng rồi, về hướng này. Rồi, bây giờ lấy góc độ này luôn. Qua đây, chị quay mặt của em qua đây. Đúng rồi. Chứ để mình lấy tới, nhìn tới thì khỏi nhìn ngang nữa. Rồi, được. Rồi, chị cứ xuôi cái bông xuống tự nhiên cho em ha. Cái gì ha? Chị cầm hai tay luôn. Chị hạ thấp xuống luôn. Đúng rồi. Trời, được rồi đó chị, được rồi. Được rồi, tóc mái tóc rất là đều. Rồi em xin tắm này coi. Rồi chú rể đi qua bên đây, chú dễ trốn đi, trốn. Được rồi đó anh Sáu, anh đứng chỗ đó được rồi đó chị. Dạ. Cho nó gọn người lại một tí. Dạ. Rồi chị khòm khòm cầm tí, ngước lên tí xíu cho em. Rồi ok, gì đẹp rồi đó. Rồi được rồi đó chị, cầm cứ xuôi xuống tự nhiên thoải mái vậy được rồi. Rồi vui vẻ nha, 2, 3. Hôm qua sao mà nó dính giống con mèo quá vậy? Rồi đẹp rồi. Không có thấy. Mới đây nè, chứ không phải đầu đầu tới giờ. Chắc là tại mới chị lấy chắc tay hồi mới đi vô á chị. Mới lúc đi vô. Bớt rồi. Rồi lính đâu chùi cho chị. Đó, có lính chùi thấy chưa? Nhe răng rồi. Há miệng trai kêu nhe răng rồi. Đừng có lè lưỡi.
chỉ đưa cái môi lên bởi vì son nó dính cái răng á. Chị đưa cái môi lên coi. Kêu nhai răng mà trời. Giờ em kêu nhai răng chị đừng nghe nha. Chị há miệng thôi đừng nhai răng. Cái mồ hôi nó chảy ra cái tay á dính dính rồi đó. Dạ. Rồi đẹp đẽ rồi. Rồi đứng vô chụp tấm hình okay. Đi. Rồi anh chị vô đây em. Rồi chị vô đây luôn. Em đứng kế chị Hà, hai vợ chồng đứng hai bên á. Hai chồng đứng hai bên, cô dâu chú rể đứng giữa. Chụp tấm hình. Rồi. Chị Hà hơi quay tướng qua bên anh Sáu. Anh bé đừng có đá cái máy của em nha. Dạ. Rồi rồi. Sát vô cho em ha. À, tay này nắm tay của chị Vĩ đi ha. Rồi ok. À, rồi ok đẹp rồi. Để em vuốt cái tóc chút xíu. Rồi anh em Sáu, anh Sáu cười đẹp lắm rồi đó. Dạ. Em lấy hai nội dung, một nội dung cả người, một nửa nội dung nữa. Dạ ok rồi. Trước hết em chụp cả người đi nghe. Rồi. Rồi chị Hà với em nó có làm cản trở cho anh không? Không. Không, em không có dính dáng tới đó. Nó không làm khó anh. Dạ. Rồi, bây giờ chị Hà cười tươi cho em tí xíu. Cười tươi tí nha. Rồi, em bấm. Chưa nha chị, chưa nha. Thiếu miếng cười của chị Hà nè. Cười tươi lên tí nè. Em bấm thêm tấm nữa nha. Cười tươi lên cho em. Không, cái này để mình chọn lại cái tấm nào nó đẹp nhất á chị. Ok, rồi xong. Thay đồ đấy ha. Dạ. Đúng rồi. Quay cái tướng về đây thì nó mới đẹp được. Rồi. Bước lên trên luôn chị, bước lên trên. Ừ, bước lên trên luôn phủ cái áo nó mới đẹp. Ngồi lên trên cái đó đúng tôi cho ngon. Cái áo phủ xuống mới đẹp. Ừ. Ngồi đây không? Đúng rồi. Ngồi đây, em ngồi đây đi. Ngồi xuống đó đi. Tôi cũng ngồi luôn ha. À, đứng. Anh đứng á. Anh đứng rồi coi nó hay hơn ha. Nè em cầm. Anh Sáu đứng bên này đi anh Sáu. Anh qua đứng đây nè. Đứng đây nè. Anh cứ dựa sát vô đây cho em. Rồi. Anh tạo cái dáng phanh tay hay là sọt tay túi quần gì coi. Anh phanh tay coi coi đẹp không. Có những người phanh tay nó không đẹp. Rồi xoa một tay túi quần đi, đúng rồi, nó men hơn. Rồi chị cứ feel, chị cứ nhìn bông á, nè, đưa ca bông lên cao chị nhìn. Ừ, rồi anh Sáu, nhìn xuống bà xã, ừ đó vậy đó. Ừ, nhìn bông đi. Hạ thấp bông tí chị Hà ơi, rồi ok, đẹp rồi đó chị. Rồi ok nghe, 2, 3. Vẫn ngồi đó đi cho em tạo một kiểu nữa. Anh Sáu bước lại đây cho em. Anh ngồi chỗ này. Quay cái tướng qua em nè. Ngồi xuống đó luôn, ngồi xuống đó luôn. Ngồi bẹp xuống đó luôn. Ờ đó. Rồi anh cầm cái bông cho em. Chỉ hơi chồm xuống cái tay. Chồm tay, chồm ngã người xuống. Ngã người xuống đây luôn. Ngã áp sát gần đó. Ờ đó. Rồi anh Sáu hơi nghiêng qua anh kia. Dạ đó, ngã xuống vậy cho em ha. Giống ngồi nghỉ ngơi quá ha. Anh Sáu, anh lui cái chân ra cho em. Lui cái chân ra. Đừng bẹt ra mà là xui cái chân ra phía trước. Dạ cái chân kia xui ra luôn anh. Khép sát vô. Khai lẹp là khép lại đó. À không, mình đừng có cái gì mà là cái trước cái sau đó. À, phải khai lẹp rồi đó. Rồi nhìn em nè, anh chị nhìn em cái nè. À, rồi ok. Rồi em bấm máy nghe ha. 2, 3. Rồi bây giờ mình gắng cố gắng đi. Anh ít có xem chương trình em chứ gì. Ừ. Em nghe em quen lắm rồi. Nghe khai lẹp thấy quen phải không? Gắng cố gắng. Anh chị bước lên đi, bước lên đứng lên mình chụp một số ảnh nữa cái mình kết thúc cho nó khỏe. Kết thúc qua cái cầu bển. Ừ, con. Em hỏi là đi qua bển hay đâu? Chưa. Em thích mấy cái bông này lắm nè. Anh chị khỏi theo
em ừ, ừ. Thí dụ chừng nào mà không, cả sao? Anh Vĩ cảm thấy mệt anh thì Vĩ nghỉ đó không thờ, để em mới nói thờ đội chị. Không sao đó. Không sao anh chị à, em qua bên kia em lấy cái cảnh đồ mi đen tắm cho nó đẹp rồi. Dạ. Đúng rồi, quen rồi chị Hà ơi, quen rồi. Mình, dạ, đừng có lo cho tụi em. Ừ, gian nắng gian nôi ghét quen rồi. Em riêng em có bộ tóc này là rồi, nó che nắng rồi. Một tay cầm bông, còn anh chị thì cứ tìm sâu để bắt đi, bắt sâu đi. Ờ đó, cứ thoải mái vậy đó. Ừ. Rồi, tay bên kia thì thể hiện tình cảm yêu thương đi anh Sáu ơi. Tròn tay quá. Rồi, vui lên nghe, chưa nghe. Hỏi em ơi, em kiếm được con sâu nào không? À. Đừng có ngã cái thân cái nó bị sượng cứng á. Hướng qua cái thân ở pha bông bây giờ. Rồi, cái tay kia ở không chi chị? Bở cái nhánh bông lên cho nó coi nó, à, cho nó có cái nội dung tí đi. Rồi, đúng rồi, em chụp tấm ha. Rồi, cười tươi lên cho em nè. 2, 3. Nhìn lại cười tươi luôn. Rồi, ok, đi qua bên kia luôn. Bước lại ngay chân cái chỗ đầu cầu đó cho em bắn một tấm lấy hết những cái bông này. Cái đầu cầu bên này, à, đó quay qua chị Hà ơi. Sát lên chỗ đầu cầu em ơi. À. Anh đứng lên phía trên trước anh Sáu ơi. Anh phía trên, chị phía dưới. Rồi quay đứng chỗ đó, đứng chỗ đó. Quay cái tướng của em. Chị Hà có thể bước lên một nấc nữa không? Thưa quý vị, đây là một cái cầu gọi là xích tới, xích tới để nó cản cái cầu cây. Khỉ quý vị, cản cái cây, xích tới. Đúng rồi. Quê là hay cản cái cây. Cầu như vậy nè quý vị này. Dạ dạ dạ. Rồi. Vườn bông hoa của mình ha, chỉ cho chị Sáu thấy được những cái bông hoa đẹp. Ờ anh lấy tay anh chỉ xuống, chỉ hạ thấp xuống tí xíu nữa. Ờ chỉ nó có nội dung là thật sự cho chị Hà chỉ nhìn thấy cái bông đó. Ờ đó. Ờ đúng rồi đó. Chưa nghe anh chị. Rồi chỉ lại cho em đi. Rồi ok. Giống như con em hồi lần á kêu nó chỉ cho em nó coi đi. Nó nói ai mà không thấy mà cũng phải chỉ. Khoan nghe, khoan. Để em lấy cái cảnh mấy cây dù này một cái. Ờ đứng vô chỗ này. Anh chị đứng trên cái nấc thang đó đó. Trên hai nấc đi. Trên hai nấc đi. Anh đứng trên một nấc, chị đứng dưới một nấc. À, kính thưa các cô chú và các anh chị thân mến, và giờ đây thì Tuấn Vĩ xin được nói lời kết thúc buổi ghi hình hôm nay. Xin chúc cho cô dâu chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các cô chú và các anh chị chúng ta đã quan tâm và theo dõi. Nếu ai chưa đăng ký kênh, xin quý vị nhấn vào nút đăng ký để theo dõi những video mới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều.